Chúng ta thường mất quá nhiều thời gian cho việc tập luyện hoặc xem nhẹ những chuẩn bị tốt nhất để có thể giúp cho bạn có một buổi tập luyện thể hình khoa học là những sai lầm thường thấy nhất của các bạn gymmer. Bạn nên nhớ rằng chi phí đầu tư và kết quả thu lại chúng phải tương xứng với nhau thì đó mới chứng minh được sự hiệu quả trong tập luyện. Nếu bạn chỉ có thói quen tập luyện cho vui hoặc là vì xem những mẫu quảng cáo trên mạng xã hội rồi nghĩ rằng cứ đi tập thì sẽ được như họ thì bạn không nên xem video này vì nó sẽ làm cho bạn thất vọng đấy. Bây giờ tôi xin đi ngay vào những vấn đề cốt lõi giúp mang về buổi tập hiệu quả nhất nhé. Chim phố để đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Tập thể hình hiệu quả nhất. Phần 1. Giai đoạn trong buổi tập gym. 1. Thời gian và khối lượng tạ. Thời gian tập luyện khá quan trọng quyết định đến sự thành công. Buổi tập của bạn chỉ thành công nếu bạn có thể sắp xếp thời gian tập luyện lúc cơ thể bạn sung mãn nhất. Không quan trọng là sáng hay là chiều, điều này tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Thời gian ở đây còn ám chỉ buổi tập của bạn kéo dài trong vòng bao lâu. Đây là vấn đề tranh luận dài tập với mỗi người một lý lẽ khác nhau. Với tôi, buổi tập luyện bình thường kéo dài 90 phút là hợp lý nhất. Bình thường ở đây là không đề cập đến một số giáo án chuyên biệt như kiểu là Max OT hay là Lean Body. Tại sao phải là 90 phút? Bạn nên phân chia tập gym 60 phút và 30 phút còn lại cardio là hợp lý nhất. 60 phút tập gym là một con số khoa học, phù hợp với rất nhiều mục tiêu từ việc thuê PT, độ tập trung cơ bắp và sự tỉnh táo của não bộ. Về khối lượng tạ thì bạn cần phải tập thật sự nghiêm túc và đủ nặng để cơ bắp phát triển cả về sức mạnh lẫn kích thước cơ. Đủ nặng ở đây có nghĩa là bạn đẩy hết sức, hết khả năng của bạn được 8 đến 10 lần lặp lại. Còn nếu bạn đẩy được 12 rep có nghĩa là quá nhẹ và dưới 4 rep là quá nặng so với bạn. Tôi sẽ viết thêm một bài chi tiết có tiêu đề là tập gym nặng hay nhẹ, vai trò, lợi ích và hạn chế rủi ro của mỗi phương pháp. Các bạn có thể tham khảo để hiểu chuyên sâu. 2. Dụng cụ thiết bị tập luyện. Thiết bị tập luyện gym bao gồm toàn bộ máy tập tạ, tạ dumbbell, barbell, khung rack, ghế tập hỗ trợ các bài fit weight v.v. Chỉ có những thiết bị tốt đủ chuẩn mới có thể mang đến cho bạn một buổi tập đạt yêu cầu với những giáo án tập luyện được biên soạn trong chương trình này. Ngoài việc đạt chất lượng thì sự đa dạng của máy tập cũng là một yếu tố then chốt quyết định sự thành công. BBT đầu tư hệ thống THOL Gym với dàn thiết bị tập luyện tối tân, đa dạng, được nhập khẩu 100% từ Mỹ high-end, luôn tự hào là một môi trường tập luyện với thiết bị đẳng cấp nhất thị trường dành cho các gymmer. Tôi cũng sẽ viết một bài chi tiết về các dòng máy gym cần có để các bạn có thể hiểu sâu hơn với tựa đề là những dòng máy tập cần có cho một phòng thể hình THOL Gym thì sao? 3. Trang phục và phụ kiện. Sai lầm thường thấy khi các bạn đến gym là các bạn không chú trọng trang phục. Điều này làm cho các bạn không cảm thấy thoải mái khi tập luyện, vừa có thể mang đến cho bạn một số chấn thương không cần thiết. Bạn nên chọn trang phục co giãn và thấm hút mồ hôi tốt. Bạn có thể lựa chọn ở những cửa hàng thể thao, đồ tập gym hoặc trang bị cho bản thân mình những bộ đồ tập gym mang đậm dấu ấn của THOL Gym. Hơn nữa, trang phục sẽ giúp bạn tự tin hơn, từ đó tập luyện tốt hơn. Hãy xem các bạn nữ chuẩn bị trang phục công phu thế nào thì các bạn sẽ hiểu nhé. Tuyệt đối không quần jean, áo sơ mi, quần tây ở trần trong phòng gym công cộng và luôn luôn mang giày các bạn nhé. Phụ kiện là những trang bị như bao tay, quấn cổ tay, đai lưng, quấn gối, dây kéo lưng, v.v. Những phụ kiện này ngoài việc ngăn chặn giúp các bạn chống chấn thương nguy hiểm về khớp và cuộc sống thì chúng còn giúp cho bạn tập luyện hiệu quả hơn về khối lượng tạ cũng như số rep trong mỗi set. 4. Dinh dưỡng trước, trong và sau tập. Bạn không thể tập luyện với một chiếc bụng quá no hay là quá đói. Bạn cũng không thể uống nước lọc mà có thể theo đuổi được các giáo án thể hình. Bạn cũng không thể ao ước cơ bắp hoặc đốt mỡ tốt chỉ với ăn cơm mẹ nấu sau tập.
Giai đoạn dinh dưỡng trước, trong và sau tập được gọi là giai đoạn vàng. Nếu bạn không chú ý cẩn thận thì nó không những ảnh hưởng đến buổi tập của bạn mà nó còn ảnh hưởng lớn đến mục tiêu thể hình của bạn nữa. Vậy mục tiêu thể hình là gì? Tôi sẽ có một bài viết riêng với tựa đề Cách xác định và hoàn thành mục tiêu khi tập gym. Sự khởi đầu khó khăn. Còn về thời gian vàng thì chắc chắn bạn phải nạp súp, được viết tắt với chữ là supplement, dịch ra là thực phẩm bổ sung. Nếu bạn không có kiến thức về súp là một sự thiệt thòi lớn. Và nếu bạn không dùng súp trong buổi tập gym mà chỉ với nước lọc thì tôi khuyên bạn nên chọn một bộ môn thể thao khác sẽ tốt hơn. Súp ngoài kiến thức để tiến xa, nó còn là một người bạn đồng hành đi đến thành công của mỗi gymmer trên chặng đường khổ luyện. Hãy đón đọc bài viết chuyên sâu về các loại súp trong giai đoạn vàng nhé, với tiêu đề là Súp giai đoạn vàng trước, trong, sau khi tập gym từ A đến Z bởi Duy Nguyễn. 5. PT hoặc Partner. PT là viết tắt của từ Personal Trainer, tạm dịch là huấn luyện viên thể hình. Bạn đến phòng gym sẽ có một nhân viên nào đó chỉ bạn tập từng buổi, đổi lại là bạn phải trả tiền cho họ. Chi phí PT là một phí tương đối cao khi bạn đi tập gym. Phí phòng tập và tiền súp thì rẻ hơn phí PT, do đó các bạn có thể cân nhắc xem mình có đủ khả năng hay không. PT là một thuật ngữ cũng khá phức tạp và có nhiều mức độ khác nhau. Tôi sẽ có một bài viết riêng cho các bạn dễ nắm với tiêu đề là PT phòng gym, phân loại rõ ràng để tránh nhầm lẫn tiền mất tật mang. Nếu bạn không có tiền thuê PT thì hãy rủ bạn bè tập trung, hỗ trợ nhau tạo không khí vui vẻ, đỡ tạ cho nhau. Trường hợp này gọi là partner. Sau đó về nhà luyện công Duy Nguyễn Gym Phổ và uống súp BBT là một quyết định tuyệt vời và tiết kiệm ngân sách. Có một câu hơi phũ phàng nhưng tôi cũng vẫn phải nói cho các bạn, đó là nhiều tiền cộng với quyết tâm cao là con đường ngắn nhất để thành công trong gym. Còn nếu bạn không nhiều tiền lắm thì cần cố gắng lâu hơn một chút. Còn nếu bạn quá nghèo thì tôi khuyên bạn nên đi làm nhiều nghề hơn để thoát nghèo, rồi hãy đến tập gym. Cuộc đời nó không giống như một bộ phim truyền động lực câu view trên mạng. Khi bạn đã đầu tư thời gian quá nhiều rồi, có muốn quay lại cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Tóm lại, để có một buổi tập thật sự hiệu quả thì các bạn cần phải chuẩn bị nhiều thứ, trong đó có kiến thức. Bài viết trên tôi nêu ra 5 điểm lớn để các bạn tham khảo, tùy vào tiềm lực của bản thân mà các bạn trang bị tốt đến đâu. Cuối cùng, chúc các bạn giữ vững nhiệt huyết, quyết tâm thay đổi bản thân và đừng bỏ lỡ một bài viết nào trong chuyên mục Gym Phổ Tâm Pháp. Nơi đây sẽ tổng hợp tất cả các kiến thức bổ trợ cho dự án Duy Nguyễn Gym Phổ, một tuyệt học để đời của cá nhân tôi, CEO Duy Nguyễn. Chúc các bạn thành công!